Hello các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải được 5x5. Nhưng mà không phải là hướng dẫn giải cơ bản nữa, mà có lẽ là giải cơ bản một số bạn đã biết rồi. Và những cái video giải hướng dẫn giải cơ bản mình cũng đã làm qua rồi. Và video này hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải Rubik 5x5 bằng phương pháp nâng cao. Và phương pháp đó chính là phương pháp Fourier Method. Và cùng đi đến intro nào. Ok, đây là khối 5x5 của mình đang sử dụng trong video này là khối Yuxin Hoa Long 5x5M nha các bạn. Đấy, bởi vì mình biết thể nào làm video nên cũng có một số bạn comment hỏi là anh ơi con này là con gì, cho nên là mình nói thẳng luôn. Rồi, thì đầu tiên trước khi đến với cái bài học của chúng ta ấy, thì chúng ta ôn lại một tí kiến thức nha. Thì mình đã từng làm cái video clip là hướng dẫn giải Rubik 4x4 bằng dâu method. Thì những bạn nào có học qua cái dâu method và có tìm hiểu cái dâu method, và nếu các bạn đã từng thử áp dụng cái dâu method của con cái 4x4 lên trên con 5x5 này, thì các bạn sẽ biết đó là khi dùng dâu method trên 5x5 thì cái việc giải nó sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì nó có thêm một cái layer giữa nữa. Thì cái việc chạy tâm và tạo tâm trên cái dâu ấy, nó sẽ có nhiều cái nó khá là bất tiện hơn so với việc cái phương pháp sử dụng mình chuẩn bị hay dạy các bạn sắp tới đây, đó chính là dâu method. Vì vậy mình lần này mình đã được một bạn là bạn Thùy, cũng trong nhóm Rubik Khánh Hòa, bạn ấy đã chỉ mình cách sử dụng dâu method. Thì bạn ấy chỉ có đúng vài bước thôi là mình đã hiểu cách sử dụng cái method này rồi, và mình muốn chia sẻ video clip này đến các bạn. Thì trước khi học cái video này, các bạn cần phải nắm rõ, thứ nhất biết giải 5x5 cơ bản. Thứ hai, các bạn nên học thêm chạy tâm liên hoàn trên 5x5. Cái chạy tâm liên hoàn này mình đã từng làm video clip hướng dẫn rồi, cho nên là các bạn nên xem lại video clip đó trước khi đến với video clip này. Bởi vì khi ở video clip này, khi đến cái phần chạy tâm liên hoàn thì mình sẽ lướt qua nó nhanh một tí để các bạn hiểu nó dễ hơn. Ok, mình đã scrum khối 5x5 lên rồi. Thì bây giờ để bắt đầu với Fourier method thì chúng ta sẽ giải tâm nha các bạn. Mình sẽ giải hai tâm đối nhau trước, và các bạn nên chọn tâm bất kỳ nhưng mà không chọn màu trắng nha. Chọn tâm màu nào cũng được nhưng mà đừng chọn màu trắng với màu vàng, không chọn trắng vàng trước nha. Rồi mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sau. Thì ví dụ ở đây đi, mình sẽ dùng màu xanh lá trước nha. Mình dùng cái tâm xanh lá ở đây. Rồi mình thấy là ở đây mình sẽ bắt đầu mình ghép cạnh nha. Ghép cạnh thì các bạn đã biết rồi. Đây, mình ghép cạnh nè. Đấy, lấy hai block này đưa vào đây. Tiếp theo nè. Đây, có block này đưa xuống đây luôn. Một viên đây. Tiếp theo là có viên bên này. Và viên nữa ở bên này. Mình sẽ ghép dần dần. Đây, được một tâm xanh lá. Tiếp theo mình ghép cái tâm xanh biển luôn nha các bạn. Mình ghép tâm đối luôn cho nó dễ. Cái ghép tâm này là căn bản nha, không nói nhiều nha, ai cũng biết rồi nha. Bởi vì biết giải 5x5 thì chắc chắn là biết ghép tâm rồi. Rồi, sau khi mình xong được hai tâm xanh biển và xanh lá rồi nha, tiếp theo chúng ta mới bắt đầu chúng ta giải mặt màu trắng nha các bạn. Bắt đầu chúng ta giải mặt trắng nè. Thì mình sẽ giải như bình thường thôi. Rồi, xong mặt trắng rồi đúng không? Chúng ta sẽ chọn tiếp, một là giải mặt đỏ, hai là giải mặt cam. Cứ không giải mặt vàng các bạn, mặt vàng phải để lại cuối cùng nha. Các bạn nhớ mặt vàng và một mặt đỏ hoặc cam để lại cuối cùng. Ví dụ ở đây mình chọn đỏ đi, mình giải tiếp mặt đỏ luôn nha. Ở mặt đỏ mình thấy khá là dễ. Rồi mình giải tiếp mặt đỏ luôn. Rồi. Ok. Rồi,
Bây giờ chúng ta còn hai tâm cuối cùng là vàng với cam. Thì bước tới bước này chúng ta sẽ bắt đầu dùng hôi da. Chúng ta không có làm tiếp nha các bạn. Chúng ta không làm tiếp hai cái tâm mà chúng ta để là hai cái tâm này nó sai thế nào kệ nó, không quan tâm. Rồi, bước tiếp theo mình cần các bạn làm đó là các bạn làm cross. Tại sao lại là cross? Mình đây, ví dụ cross là mình sẽ làm những cái gì này. Đây, cái viên cạnh này nè, viên cạnh này trắng xanh lá đúng không? Chúng ta đưa vào nè. Đưa vào nè, cái này là trắng đỏ đúng không? Đây. Mình lướt lướt qua nhanh tí luôn nha, bởi vì cái chỗ này dễ hiểu mà, khó. Chúng ta làm cross như thế này. Đấy. Đấy, các bạn hiểu không đó, làm dấu cộng nè, làm đúng cái cạnh này là được. Đấy, làm dấu cộng này nè. Đấy, các bạn nhớ đúng tâm rồi, đó là được, ok nha, thế này ok rồi đấy. Là bây giờ chúng ta xong cross rồi nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ghép những cái viên cạnh lẻ này, những cái viên nhỏ nhỏ thế này. Chúng ta ghép vào bằng cách, ví dụ ở đây đang là màu trắng đỏ đúng không? Thì trước mặt mình đây là cam, thì mình sẽ xoay đê nha các bạn. Chúng ta sẽ xoay đê để xoay tới cái phần cạnh màu đỏ. Cạnh màu đỏ đang ở phía sau đây đúng không? Thì chúng ta đang cầm thế này đúng không? Thì chúng ta biết trước mặt chúng ta là cam, thì màu đỏ sẽ nằm ở phía sau lưng của chúng ta. Thì chúng ta xoay đê hai. Đấy, là màu đỏ sẽ về phía trước mặt. Và chúng ta sẽ ghép cái cạnh trắng đỏ này xuống đây bằng cách này. Chúng ta đang để thế này đúng không? Chúng ta phải xoay nó sang bên, giấu nó sang bên này. Sau đó chúng ta đưa chỗ này lên, đưa nó vào, trả xuống. Đấy, dễ mà đúng không các bạn? Rất là đơn giản. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn tiếp ở phía trên này coi có cái viên cạnh mà màu trắng, miễn màu trắng là được nha các bạn. Nhưng mà miễn nó đừng có bị ngược lên. Ví dụ như cái viên trắng xanh lá này nó đang bị ngược lên nè, cho nên là mình giải cái viên trắng xanh biển này nè. Rồi, xanh biển này nha, trắng xanh biển này nè, thì mình sẽ đưa nó lên, bỏ nó qua bên trước, trả nó xuống lại. Đấy là cái viên trắng xanh biển này nó đang ở thế đúng rồi nè. Chúng ta đưa cái này lên nè. Đấy, cái này đưa lên nè, thế viên xanh biển vào nè. Đấy, các bạn đưa xuống lại. Đấy, xong. Các bạn nhớ thấy không, cái viên cam nó còn ở đây đúng không? Thì chúng ta đưa cái mặt cam sang, chúng ta làm tiếp nè. Rồi, chúng ta đưa cái viên cam này vô đây. Đưa cái viên này lên đây trước đã. Sau đó đưa cái viên cam này vô đây nè. À, mình nhặt cái viên nó phải nằm ở đây mới đúng. Thế thì ở đây chúng ta dùng cái công thức này nè. Các bạn thấy nha, cái viên cam này nè, cái màu trắng nó phải hướng ngược lại, không cùng cái mặt cam. Cái màu cam nó cùng trùng với cái phần cái viên cạnh mà chúng ta còn giải này. Chúng ta chỉ cần đẩy L phải lên nè, chúng ta U phải nè, L xuống là xong. Đó. Đó, nó như thế này đúng không? Chúng ta đưa như thế này là được. Đấy, tiếp theo nè. Trong trường hợp cái màu trắng xanh lá nó như thế này, nó đang hướng lên thế này, thì chúng ta sẽ có một cách để bẻ nó lại. Đây, mình đẩy cái xanh lá qua rồi nha. Mình có một cách để đẩy nó ngược trở lại. Đó là cái viên trắng xanh lá này, thì cái vị trí đúng của nó sẽ nằm ở dưới đây đúng không? Đấy, cái viên này nó sẽ úp xuống, nó nằm ở đây. Cho nên chúng ta sẽ đẩy cái layer này lên, đẩy lên nè. Sau đó chúng ta U2 để đưa cái viên trắng này về lại đúng cái layer, cái đường của nó. Chúng ta chạy xuống lại. Đây, nó nằm ở đây. Rồi chúng ta ghép nó xuống như bình thường thôi. Đấy. Rồi, tương tự chúng ta cứ làm như vậy. Đây, trắng đỏ phía sau lưng này, mình đưa lên nè. Rồi mình ghép tiếp cái trắng đỏ này. Đấy, trắng xanh biển nè, nó nằm ở đây. Đấy, trắng xanh lá nè, đưa xuống đây nè. Đấy, rồi còn cái cuối cùng là cái màu cam nó nằm ở phía mặt sau. Rồi, thế là chúng ta vừa xong cross rồi đó các bạn. Đấy, chúng ta xong cross rồi đấy. Các bạn hiểu không? Các bạn nếu như các bạn cảm thấy mình giảng hơi nhanh thì các bạn có thể bấm ở chế độ 0.75 để các bạn xem lại nha.
Đấy, bây giờ mình giảng như thế là chắc các bạn cũng đã hiểu vấn đề rồi đó. Là lát nữa mình sẽ demo lại một lần nữa các bạn xem luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta có hai cách. Chúng ta cần phải đưa làm sao cho cái phần tâm nè, các bạn thấy hai cái tâm này chưa giải xong đúng không? Là vàng và cam. Thì chúng ta cần phải để những cái viên cạnh nào đúng, nó không được nằm ở vị trí liền kề với hai cái tâm này. Có nghĩa là cái viên cam này, trắng cam này nè, nó đang xong rồi đúng không? Thì chúng ta phải đưa nó ra phía sau lưng này, hoặc là đưa nó ra phía sau lưng này thì nó mới được. Còn nó để ở đây thì nó trùng với cái tâm cam và cái tâm vàng thì nó không được. Thì mình sẽ làm thế này, mình sẽ đẩy F và mình đẩy L. Đấy, là hai cái viên này nó nằm ở đây rồi, hai cái chỗ này rồi, là an toàn rồi đúng không? Ok. Rồi bây giờ mình sẽ giải cái tâm này. Nhưng mà trước khi đến với giải cái tâm này á, thì mình hướng dẫn các bạn thêm một cái nữa luôn. Đó là chúng ta nên làm thêm một cái cạnh nữa ở đây luôn. Cạnh nào cũng được, cạnh F hay L hay là cạnh màu vàng gì cũng được. Bởi vì chúng ta đếm nè, chúng ta có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cạnh này là 7 cạnh không được phép chứa những viên cạnh đã đúng. Nè, 1, 2, 3, 4 nè, 5, 6, 7 là 7 cạnh này không được chứa đúng không? Thì còn cái mặt phía sau của nó thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 và 5, là 5 cặp cạnh chúng ta có thể chứa được cái chỗ trống, cái cặp cạnh đúng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy chỗ này chúng ta chưa chứa gì hết, có nghĩa là chúng ta vẫn được quyền làm thêm một cạnh nữa. Chúng ta nhét vào đây thì chúng ta sẽ tối ưu hết hoàn toàn cái phương pháp này. Thì chúng ta sẽ đây, mình nhìn luôn một phát mình thấy ở đây có là màu xanh lá và đỏ này, có cặp sẵn luôn, cho nên nó rất là dễ. Thì để tối ưu là mình làm luôn cái viên này đây. Đấy, là chúng ta có viên cạnh xanh lá đỏ. Và việc bây giờ đơn giản, chúng ta chỉ việc đưa cái viên này nó y chang như cái bên này thôi, đó là F phẩy nè, R phẩy. Rồi chúng ta giấu hai viên này ở đây là xong. Đấy các bạn xem nè, một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, năm cặp. Đấy là chúng ta đã làm được 5 cặp rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc giải hai cái tâm này như bình thường thôi. Chúng ta giải tâm cam và tâm vàng như bình thường. Rồi, sau khi giải hai cái tâm này xong thì chúng ta sẽ bắt đầu trả lại những cái viên cạnh này. Hồi nãy cái này mình xoay này, L này. Hồi nãy cái này mình xoay R này. Đó, sau đó F phải là cái. Đấy, là xong. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, chúng ta được 5 cạnh. Thì tới khúc này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đây, cái mình ghép luôn nha. Mình thấy cái viên này nè, mình ghép thành F hay L luôn đi. Mình ghép thành F hay L, mình thấy vô luôn. Rồi, có F hay L luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình chạy tâm liên hoàn nha các bạn. Thì để chạy tâm liên hoàn, cái này khoan hẳn ghép vô nha các bạn. Mình chạy tâm liên hoàn trước. Thì cái chạy tâm liên hoàn này là các bạn đã xem cái video clip mình đã hướng dẫn cách đây rất lâu rồi, hoặc là một số bạn đang giải 5x5 cơ bản thì vẫn có học qua cái chạy chạy tâm liên hoàn này sẽ biết. Giờ ở màu vàng đỏ này ở đây đúng không? Mình thấy cái cặp vàng đỏ ở đây rồi, mình đưa cái vàng đỏ này xuống như này. Đấy, mình ghép nó vô. Sau đó mình nhìn xem nè. Ở đây là bên này là có vàng vàng cam nè, vàng xanh lá, vàng xanh biển nè. Bên này là có vàng cam và vàng cam bên này nó lại ngược lại. Chỉ có cái vàng xanh lá ở đây có vàng xanh lá nó cũng ngược lại luôn, cho nên là thôi mình cứ lấy đại một màu nó xuống cũng được. Thì ở đây mình chọn sẽ là màu vàng xanh biển này. Màu vàng này nó đang hướng vào phía mặt này thì mình đưa cái màu vàng này vô đây. Rồi là đưa cái cặp vàng đỏ lên trên rồi đúng không? Đưa cái này vô rồi đúng không? Đấy mình ghép vào này. Được cặp này. Đây, cái viền này đưa xuống đây. Ghép vào. Được cặp nữa. Đưa cặp này lên trên luôn. Rồi, tiếp theo chạy tiếp nè. Cái cặp vàng xanh lá hai viên này.
Cái này tùy các bạn nha, các bạn thích chạy cặp màu gì thì đây các bạn chạy cặp màu đó, chứ mình không ép buộc là các bạn phải chạy giống mình. Các bạn thích chạy bố ghép hai lời trước cũng được, nhưng ở đây mình đang hướng dẫn cho bạn, cho nên là mình chạy cái cặp, những cái cặp màu vàng cho nó dễ nhìn, các bạn dễ hình dung. Còn khi các bạn đã học được rồi thì mình khuyến khích các bạn nên chạy những cái cặp F2L trước. Thì bởi vì khi chạy những cái cặp F2L nó sẽ lợi về thời gian cho mình hơn, khi mà mình đưa xuống mình làm bằng F2L luôn. Đây, tí nữa mình sẽ làm demo các bạn là xem lại. Rồi, là bây giờ mình chạy xong hết rồi đúng không? Là mình được 1, 2, 3, 4, 4 cạnh phía trên này rồi, mình trả lại. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép cạnh và giả như 5x5 bình thường thôi. Cái này tới khúc này là đơn giản rồi, nên là mình sẽ lướt nhanh qua khúc này luôn nha các bạn. Ok, thì vừa nãy là mình vừa mới giải hướng dẫn các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ demo lại một lần với các bạn xem, và mình sẽ giải tối ưu nhất có thể cho các bạn nha. Thì để mà nhanh gọn, mình cái phần giải demo này mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn mình giải cái tâm cho các bạn nha. Ok, mình vừa mới lướt nhanh qua cái đoạn giải tâm thì các bạn đã hiểu rồi. Bây giờ còn đúng hai cái tâm vàng và đỏ nha. Ok, mình sẽ bắt đầu mình giải nè. Mình làm cái cò rốt trước nè. Rồi, bây giờ mình có cò rốt rồi nè. Đấy, có cò rốt. Mình sẽ bắt đầu mình giải tiếp. Ở đây thì mình vừa mới đặt vào mắt mình thấy cái màu xanh này luôn, cho nên là thôi mình giải nó trước luôn. Đấy, xong. Tiếp theo ở bên này là có hai, tận hai cái viên này nó rất là xấu luôn, cho nên là thôi mình kệ nó, mình làm cái viên một trắng cam này trước. Trắng cam thì cam nó ở bên này. Đấy, tiếp theo sẽ là trắng xanh lá ở đây, bởi vì lúc nãy mình trong lúc làm trắng cam đó, mình đã flip được cái cạnh trắng xanh lá này lên. Tiếp theo là mình đưa cái phía sau này lên đi. Đấy, trắng xanh lá tiếp này. Xong luôn. Rồi, ở đây là trắng cam này. Rồi, bên này là trắng đỏ này. Ở đây là trắng xanh biển này. Đây, cái trắng xanh biển này. Trắng đỏ này. Rồi, mình xong hết rồi, mình sẽ đẩy dấu cái bên này trước. Sau đó mình sẽ làm tiếp luôn. Ở đây mình thấy luôn là ở ngay đây có cái gì, mình làm cái đó luôn cho nó lẹ. Ở đây là có xanh biển nè. Xanh biển ở đây. Đây, ở đây sẽ là vàng xanh biển. Mình lấy vàng xanh biển ở đây. Rồi, mình giấu cái vàng xanh biển này luôn. Rồi, bây giờ trước mặt mình nó đang như thế này đúng không? Rồi mình sẽ giải cái tâm, mình giải tâm đỏ nè, tâm đỏ vàng nè. Rồi xong, trả về. Rồi giờ mình có F2L rồi, mình sẽ bắt đầu mình chạy nè. Mình chạy, thấy ở đây là có cam xanh lá nè. Mình lấy cam xanh lá là nó ở đây. Đẩy qua nè. Ồ, có cam xanh lá đẩy phát được cả xanh biển đỏ luôn. Trời hơn dễ sợ. Rồi mình sẽ thay nó lên. Rồi, ở đây là đỏ xanh lá nè. Tiếp theo
đỏ xanh lá mình coi ở trên này, còn đỏ xanh lá viên cuối nó nằm ở đây. Rồi mình đưa lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chạy những cái viên cặp cạnh còn lại luôn, là ở đây có vàng đỏ đúng không? Thì trước khi chạy như vậy thì mình sẽ làm một cái F2L, hai cái F2L trước, mình làm hai cái F2L trước. Đó là mình sẽ thấy cái đây là trắng cam xanh lá đúng không? Trắng cam xanh lá này mình đưa nó vào. Tiếp theo thì mình nên làm tiếp một cái F2L nữa ngay kề cạnh luôn, có nghĩa là nó phải có màu xanh lá hoặc phải có màu cam. Thì cái F2L đó mình sẽ chọn cái xanh lá đỏ này, trắng xanh lá đỏ này. Rồi đó là mình được hai cái F2L này đấy. Rồi tiếp tục mình sẽ giải cái ha, những cái cạnh còn lại ha. Mình sẽ dùng cái phương pháp đẩy để mà mình làm. Thì bây giờ mình để thế này nè, mình không cần phải quay tới quay lui nữa, mình chỉ nhìn một mặt mà mình giải tới tiếp thôi, bởi vì mình không cần phải quay ra quan tâm mặt sau nữa. Mặt sau mình đã xong cái F2L cả rồi, bây giờ chúng ta việc ghép cạnh mà thôi, đơn giản thôi. Đấy, cái này là nó giúp cho chúng ta tối ưu trong việc mình sử dụng cái lúc vào hết, mình tận dụng lúc lúc vào hết đó các bạn. Đấy rồi cái này vàng đỏ nè. Vàng đỏ đó, xong cặp vàng đỏ này. Đưa nó lên luôn nè, trả xuống nha. Để lấy slot trống nè, cam xanh lá nè. Thế cam xanh biển nè. Tiếp theo cam xanh biển này nè. Đấy, xong luôn nè. Giờ còn đây, cặp cạnh cuối. Cặp cạnh cuối là cam vàng. Này, mình dùng công thức bình thường thôi. Rồi, cái này là sẽ gặp parity rồi, các bạn chịu thôi, bắt buộc thôi. Rồi, dùng parity thôi. Đấy, rồi gặp parity này, giải parity. Rồi, xong parity, bây giờ chỉ việc làm hai cái F2L còn lại ở đây nữa. Rồi, bây giờ OL này. Đấy, rồi BL nữa nè. Xong. Đấy, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi, đấy. Thì đây chính là cái video hướng dẫn cái Hoya method của mình. Thì các bạn xem có không hiểu chỗ nào hay không thì comment cho mình biết để mình rút kinh nghiệm. Và nếu các bạn thấy video nó có nhanh quá hoặc là những chỗ nào các bạn không biết thì các bạn nhớ để ý những chỗ nào mình yêu cầu các bạn phải nắm được rõ cái kiến thức. Ví dụ như là những cái phần mình đã dạy trước đó, ví dụ dạy 5 năm cơ bản này, dạy nhóm cạnh cơ bản này, dạy chạy tâm liên hoàn này, những cái đó thì mình đã dạy cả rồi. Còn những cái chỗ mà nếu mình dạy nhanh quá, các bạn hãy thử để tốc độ video ở mức 0.75 và các bạn xem là nó có ok hơn hay không nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Nếu thấy hay hãy nhớ bấm like và ủng hộ cho mình nha. Và đặc biệt hãy ghé qua shop Rubik Nha Trang để mua Rubik ủng hộ cho mình, để mình có thêm động lực làm những video clip hay hơn nha. Rồi, bye các bạn.